Chào các bác, lại là em đây. Hôm nay thì em trời nắng rồi, em đi vào rừng hái thuốc các bác ạ. Bây giờ mới có 7 giờ thôi nhưng mà kiểu như vào núi đá ấy, nó nắng quá, ngồi bên kia nó chói. Em ngồi đây thì em lấy cái thuốc này, em chia sẻ cho các bác. Đây các bác. Ở cái đây cái đất này nó cũng không tốt lắm các bác. Ở đất này nó không tốt lắm cho nên là cây thuốc nó cũng không được tốt lắm. Đây các bác. Các bạn biết cây này là cây gì không? Dạ. Đây là cây sâm một lá, một vị thuốc rất là quý, đến mùa này thì nó mới mọc. Ở nhiều nơi thì cây này nó không hiếm đâu các bạn. Nhiều nơi thì cũng có mọc khá nhiều. Nhiều nơi này thì cây này nó mọc khá nhiều các bạn. Nhưng mà ở chùa em thì nó không có nhiều như thế các bạn. Cái sâm một lá này thì đối với em thì là một vị thuốc cực kỳ quý. Chứa trong bài thuốc bài thuốc ho hen ấy, khò khè phổi. Long đùm cái này nó bổ phổi và nó bồi bổ cơ thể rất là hay, cái sâm một lá này. Cái thứ nhất là trong bài thuốc nếu mà nấu cao của em ấy, cao mà chữa ho ấy các bạn mà ho lâu ngày, ho sặc sụa ấy, nấu cao thì không thể thiếu được cái sâm một lá này. Đấy, cái sâm một lá này thì mình có thể dùng thân của nó không này, dùng củ của nó. Và cái sâm một lá này thì nó cũng có tác dụng là giải độc nấm ấy. Khi mà các bạn ăn phải nấm độc ấy, thì các bạn lấy cái này về đun uống nó giải độc. Cái thứ hai nữa là nó bồi bổ cơ thể rất là tốt nhé các bạn nhé, nó bồi bổ cơ thể rất là tốt. Cách dùng thì các bạn có thể ngâm với mật ong, dùng cây tươi này, dùng cả củ này, cái tốt nhất là cái củ của nó. Thế nhưng mà không có cái củ của nó thì dùng cả cái lá của nó được, bởi vì nếu mà các bạn dùng cái củ của nó thì nó sẽ triệt chủng mất. Đấy, này em cũng đào lấy nhưng em vẫn để, là có nghĩa là cái củ nó to em lấy, củ nó bé thì em vẫn để. Các bạn phải biết là cái này, nếu mà cái sâm bật lá này nếu mà mình mọc ấy, nếu mà mình mà thu mua ấy, mình bảo người dân người ta đi gặp thì người ta thu hái cho mình, mà mình không biết bảo họ này, họ sẽ đào hết quả thì sẽ không có nữa. Cái sâm này nó không có, nó mọc theo mùa đó, nhưng mùa này nó mới mọc thôi, cái sâm bật lá này này. Tại vì chỗ này đất nó khá cằn cối, đất núi đá, núi đá nó khá cằn cối cho nên là đây này các bạn, nó cây nó cũng không to lắm đâu, nó cũng khá bé. Nhưng mà cũng được mấy cây thì em cũng lấy, bởi vì lấy về thì trong bài thuốc kho của em thì chứa, bài thuốc kho của em thì không thể thiếu cái này được. Cái này kết hợp với lại những cái vị thuốc để mà sắc uống, cái này sắc uống cũng được. Sắc uống hoặc là ngâm mật ong, bởi vì cái này nếu mà các bạn không có lò sấy các bạn phơi thì nó không khô được, nó khó khô lắm mà nó dễ hỏng lắm, dễ mốc lắm. Các bạn sấy nó thật khô và nó thật héo vào thì nó mới không hỏng. Đấy, nó dùng để bồi bổ cơ thể cũng rất là tốt nhé các bạn nhé. Bổ phổi ấy, là cái thuốc này, gọi là cái sâm một lá. Đấy, cái sâm một lá này. Ai mà ho thì nên dùng. Ai mà ho ấy, tốt nhất thì nên dùng các bạn ạ. Không thể thiếu cái này được. Với lại những cái nhà nào mà có người già ấy, thì mình nên là lấy về. Tại vì người già mà bị yếu ấy, bị phối, cứ ho có đờm này, ho sặc, ho sụa ấy, thì mình lấy về thì mình ngâm mật ong để cho người già dùng. Thì nó bổ phổi rất là tốt và nó đông đờm rất là tốt. Và cây này nó cũng là cây giải độc nữa, bồi bổ cơ thể nữa các bạn. Đi ra, con này nó lại giống vào cái thuốc. Ôi các bạn, em phải ngồi ở đấy thì em quay cho các bạn. Nó không có nhiều đâu các bạn ơi. Đây này, ở núi đá này các bạn nhìn thấy chưa? Ở núi đá này, nắng quá các bạn ạ. Để đây đấy, sang bên này xem. Đây, gà rừng vẫn còn gáy nhé các bạn nhé. Chưa muộn đâu. Rất là sớm thôi. Gà rừng thì vẫn còn gáy thôi. Nhưng mà nắng này, thấy không? Nắng ở chỗ kia nó nắng. Hôm nay em vào đây em lại tìm thấy nó thì em lại vào hái. Và hôm nay em cũng vào lấy giả cổ lam đây này các bạn. Cái giả cổ lam thì cũng phải giới thiệu với các bạn nữa đúng không? Nhưng mà em nhớ là có thắc mắc của một bạn là đợt trước có một bạn thắc mắc bảo là mình thấy cái lá mà bạn chụp kia nó hơi to, nhưng mà không phải đâu các bạn nhé. Nó to là bởi vì nó ở chỗ nó tốt đấy. Nó ở chỗ nó tốt đấy. Kiểu như là nó mập ấy. Còn cái lá này thì cái giả cổ lam của mình thì mình không bao giờ lấy những cây nó lá to đâu các bạn.
Tại vì giờ của lam này thì mình phải lấy cái loại này mới là ung mũi diệp sâm này mới là cái thuốc chữa bệnh. Đây, cái này thì trong bài thuốc huyết áp này, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này là không thể thiếu được này. Các bạn lấy về. Các bạn lấy về các bạn sao tươi. Tuy nhiên làm cái này hơi vất vả. Thường thường là cái giảo củ lam thì em toàn để cho người khác làm cho. Có nghĩa là em cho người ta đi bảo mấy bác ở trong bản ấy. Thì bác nào mà hay lấy thuốc cho em ấy thì em bảo là đi lấy về cho em, xong là sao cho em. Bởi vì sao tươi, họ phải có cái chảo to thì họ sao họ lấy về, họ cứ treo lên thế này, nhặt sạch đi treo lên cho nó khô, các bạn sao tươi thì các bạn mới dùng được. Cái này huyết áp là xuống 100% luôn các bạn nhé. Ở trong bản của em thì bình thường thì bố mẹ của em thì em không nói rồi, bố mẹ của em thì dùng thuốc của em rồi, nhưng mà mọi người ấy, sau khi về thấy bố mẹ em lấy cho uống thấy hiệu quả thì cũng toàn lấy thuốc của em về uống. Họ bảo là còn không uống, uống thuốc huyết áp của em còn không còn phải ngày nào cũng uống mà vẫn huyết áp vẫn xuống, không như là uống cái thuốc huyết áp thuốc tây đâu, thuốc không như thuốc bệnh viện cho đâu. Bởi vì cái thuốc của mình thì nó hoàn toàn từ tự nhiên hết các bạn, nó hoàn toàn từ tự nhiên đấy, cho nên là với lại nó có hiệu quả cao ấy, cho nên là không phải uống liên tục đâu, nhưng mà huyết áp cao này. Và trong bài thuốc giảm béo, em cứ mồm em thì nói giảm béo, em nói thật với các bạn là thực ra cái giảm béo, béo bằng đông y nó rất là tốt, nó sẽ giúp, nếu mà thường thường các bạn béo thì là sẽ bị béo phì thì có gan nhiễm mỡ rồi đúng không? Đấy, trong người của các bạn thừa mỡ rồi, thật, béo là thừa mỡ rồi. Thì các bạn kiên trì sử dụng những cái thuốc này nó sẽ rất là hiệu quả, nó sẽ bớt được bệnh đi. Còn nếu em giảm béo bằng đông y ấy thì nếu mà các bạn muốn xuống cân 5-7 cân thì không có đâu, bởi vì bản thân của em cũng béo mà các bạn. Bản thân của em cũng béo mà, suốt ngày em uống thuốc nhưng mà em lại không có thời gian để uống thuốc giảm cân, bởi vì là em hay đi uống rượu nhiều, hay uống rượu bia nhiều, không đi uống thuốc giảm cân được. Chỉ uống những cái thuốc làm đẹp này, uống giải độ gan thôi các bạn. Nhưng mà đây là em chia sẻ cho các bác mà bị béo phì ấy, mà người có bệnh về huyết áp các kiểu ấy thì các bạn nên dùng cái này nhé các bạn nhé. Cái giảo của lam này. Đây chia sẻ với các bạn vậy thôi, bởi vì là nắng ngoài này các bạn, tí nữa em ra kia em còn phải đi lấy ngô về để luộc nữa. Em trồng được một đồi ngô mà em chưa lấy được quả nào. Đấy, tranh thủ buổi sáng đi thế này không tí nữa. Muộn là người ta thả dê là nhục với hai bạn hộ vệ kìa, chạy đi chạy lại kìa. Không vào kia lấy một ít cây một lá nữa. Hôm nay chia sẻ cho các bạn là cây một lá thôi. Nếu mà các bạn thấy thì các bạn mang về. Cây một lá thì các bạn không ngâm rượu nhá các bạn nhé. Với em thì không ngâm rượu, bởi vì là nó là bổ phổi, bổ phế thì mình không ngâm rượu, mình chỉ ngâm mật ong thôi, hoặc là xay thành sinh tố để các bạn ăn thôi. Đấy, các bạn có thể hầm xương có thể ăn được mà, cái kia nó là sâm thì các bạn ăn với ấy được, nó bổ bổ cơ thể, đặc biệt là phổi nhé. Còn với em thì em không dùng sâm một lá để ngâm rượu, em chỉ ngâm với mật ong thôi các bạn nhé. Các bạn biết cái sâm một lá này em vừa chia sẻ rồi, và giả củ lam thì em chia sẻ nhiều quá rồi. Bây giờ em chỉ cần nói đến giả củ lam là các bạn mà theo dõi kênh của em thì các bạn đã biết là nó có tác dụng gì rồi đúng không? Cây lá thân như nào em phân tích cho các bạn hết rồi được không ạ? Thôi em chào các bạn nhé.